Ok, xin mời sĩ nhất. Trời ơi, mấy ngày nay tôi tức chưa lắm rồi. Thế, có lẽ là giờ nói chuyện cà lâm. Tức chưa lắm. Mà bữa nay nghe cái nghe nghe cái này cái bắt đầu là so sánh. Cái là mình so sánh thôi. Mà thôi trước khi mà nói chuyện thì chào tôi phóng viên Thuận Sĩ Nhất, xin chào phóng viên Thơ Quang quê lụa. Và chào bà con theo dõi cầu truyền hình của thành thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì, trở lại vấn đề mà tôi muốn nói đó, thì bây giờ tôi nói trở lại cái vấn đề, tôi nói sơ qua cái giờ nói trở lại cái vấn đề của cái ông Mỹ. Thì bây giờ chúng ta so sánh, hồi nãy các bạn đã so sánh của cái ông cái thằng 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 đó không xứng đáng đi, cái bằng ông bằng thầy bằng Ngô Bảo Châu và một số người khác cũng có tâm tiếng ở nước ngoài, cũng có chút danh vọng ở nước ngoài, vì cứ chỏ mỏ chửi về Việt Nam. À, giống như nãy giờ tôi cà lăm dữ lắm rồi nha các bạn, tôi tức tôi cà lăm. Dạ, mới gần đây tôi mới lướt qua cái trên Facebook, tôi thấy thằng Nguyễn Văn Đài nó livestream, nó nói qua một cái, tôi lướt qua một cái tôi nghe nó nói là thôi tôi không nghe nữa. Nhưng mà cái tiêu đề của cái clip đó, nó nói là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nói chung là chính phủ và nhà nước Việt Nam mình, nhà nước thì đại diện cho nhà nước thì có ông Nguyễn Xuân Phúc, còn đại diện cho chính phủ thì có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nó nói hai vị này đi ra nước ngoài ăn mày, các bạn thấy không? Một cái thằng, tôi dùng cái từ nó là đúng là một thằng súc vật chứ không phải là con người nữa. Nó quên đi cội nguồn của nó được đào tạo từ Việt Nam. Hôm nay các chúng ta nói nhiều về nó rồi. Nó đào tạo từ Việt Nam, nó sinh ra lớn lên trong cái thuyết vô thường là sinh trụ dị diệt á, nó sinh ra nó trưởng thành nha. Rồi, biến đổi, mà bây giờ nó không biến đổi về thể xác, nó chưa già đi mà nó biến đổi về tư tưởng đó, cho nên mới bị là nhà nước mình bỏ tù rồi ra nước ngoài, rồi bây giờ nó quay trở lại nó trả ơn bằng cách chẳng những nó không mang ơn, nó sống lên là lên bằng cái gì, trong cái thuyết vô thường sinh trụ dị diệt đó đó, thì nó lớn lớn lên bằng cái gì, trụ là trưởng thành đó, thì nó lớn lên bằng cái gì, nó nhờ ai mà nó trưởng thành, nếu nói là cha mẹ nó nha, nếu nói là cha mẹ nó nuôi nó. Nhưng mà nếu cha chỉ có cha mẹ nó không, thì bây giờ bao nhiêu thứ mà nó cần ai cung cấp, thì đó là một cái ơn, mà tại sao nó không nhớ. Nó quay trở lại bây giờ ông Phạm Minh Chính, ông đi ra nước ngoài, tôi cho trong cái thời gian vừa qua nó cũng đã từng chửi cái vụ Covid, đi qua xin đi giao dịch, đi ngoại giao mà cô vaccine Covid á, ngoại giao vaccine á, thì nó cũng đã chửi, nó chửi thẳng luôn, nó gọi bằng thằng luôn, là những thằng đi ăn mày mới quay, cái thằng đi vừa vừa đi ăn mày mới quay nó về xuống Tân Sơn Nhất, khi mà mình chụp hình có mấy vị lãnh đạo mình á, mấy vị lãnh đạo mình xuống sân bay Nội Bài, thì nó nói là thằng ăn mày vừa xuống sân bay, đi ăn mày vừa xuống sân bay, nó nói cái kiểu đó. Thì tôi thấy cái thằng này nó không phải là con người nữa, nếu mà tôi dùng nó súc vật cũng không đáng, là mình sỉ nhục súc súc vật quá. Có những con vật nó vẫn còn mang ơn, như tôi nói như con chó hay con mèo hay là con gà, nếu mà mình cho nó ăn nha, đôi khi nó còn bày tỏ cái tình cảm đối với người mà nuôi nó cho nó ăn. Còn đằng này thằng này dẹp luôn, không cần, không còn nhớ với ai nữa, nó còn thua cái loài súc vật nữa. Nó chửi lãnh đạo, nó nói cái câu đó, các bạn thấy nghe nghe mà lộn tiếng không? Máu sặn hậu có bao nhiêu nó lên hết, nó lên một lượt. Nó chửi lãnh đạo mình. Trong khi những người mà họ đi xa xứ, bây giờ họ quay trở về Việt Nam, họ báo, họ đền ơn đáp nghĩa bằng cách họ tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu Mỹ. Đó cũng là cách tạo công ăn việc làm, đó cũng là cách báo ơn. Theo quan niệm của tôi nghĩ suy nghĩ, các bạn, tôi nói quan niệm nha, quan niệm là suy nghĩ, quan điểm là cái cách nhìn. Quan niệm là cái cách suy nghĩ, quan điểm là cái cách nhìn. Đây tôi nói là quan niệm, là cái cách suy nghĩ, là cái suy nghĩ của tôi. Đó là một cách báo ơn của một con người chân chính, một người Việt Nam chân chính. Trân trọng lắm. Nhưng ngược lại của những thằng nó mang ơn ở đây, nó đi ra nước ngoài, bây giờ nó trở lại nó chửi là đất nước Việt Nam, nó chửi dân dân Việt Nam, nó chửi lãnh đạo Việt Nam.
có đáng là con người không? Nó còn thua súc vật nữa. Bây giờ nó nói mình đi kêu gọi, mình đi qua mình kêu gọi đầu tư. Bây giờ đầu tư có lợi cho Việt Nam hay không là có lợi. Bây giờ các bạn thử thấy các doanh nghiệp của nước ngoài nó vô đầu tư Việt Nam, cho Việt Nam, thì bây giờ cái lợi đầu tiên là cái gì? Giải quyết được cái công ăn việc làm. Đầu tiên là giải quyết được công ăn việc làm trong nước đã. Cái thứ hai là nhà nước có ngân sách. Ngân sách, nếu mà nước ngoài đầu tư vô nhiều thì ngân sách sẽ càng tăng trưởng. Bởi vì sao? Thứ nhất là anh thu thuế. Đầu tiên là anh thu thuế cái nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài rồi nhập vô, anh thu thuế. Nha, anh thu thuế xong rồi bây giờ anh xuất khẩu, anh chuẩn thu thuế. Được hai cái thuế rồi. Thuế xuất và nhập khẩu, bởi vì nguyên liệu mình không có thì nó phải nhập nước ngoài, hoặc linh kiện thế này thế nọ thì hãy nhập vô thu thuế. À, rồi là thành phẩm sản xuất, thành làm thành phẩm xong xuất ra nước ngoài, tôi thu thuế xuất khẩu. Đó thì hai ba cái lợi, tôi chưa nói những chuyện khác nữa, tôi nói chỉ cái đó thôi. Cái ngân sách nhà nước sẽ thu được ngân sách, mà chỉ thu qua xuất nhập khẩu mới được nhiều thôi. Chứ còn bây giờ hiện tại Việt Nam chúng ta thấy nè, ba cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ, không xin lỗi, ba cái doanh nghiệp nhỏ vẫn còn thu, nhưng mà tôi nói ba cái hộ kinh doanh nhỏ nhỏ nè, ba cái môn bài hàng năm vậy đó, đóng có vài trăm ngàn, một cái triệu bạc, có đáng gì đâu, phải không? Cái đó là thu được bao nhiêu. Rồi bây giờ thuế nông nghiệp nhà nước ban đầu miễn 10 năm, bây giờ tiếp tục miễn 10 năm nữa, tôi không biết thì còn miễn hay không nữa. Việc làm ăn mua bán của bà con, đặc biệt là cái hàng nông sản, theo như cái nghị định 41 về hàng nông sản là nhà nước miễn thuế hoàn toàn, miễn thuế hoàn toàn. Vì vậy là trong lĩnh vực nông nghiệp là thấy các bạn thấy là nhà nước là coi như ưu ái đối với các ngành nông nghiệp, các thành phần trong các ngành kinh tế, trong cái thành phần các ngành nghề trong cái ngành nông nghiệp. Rồi còn đối với các bà con tiểu thương mình, nhà nước cũng mắt nhắm mắt mở để tạo điều kiện cho bà con mình phát triển. Có thu thuế gì đâu, tôi hỏi một năm mà nếu như đóng môn bài một vài trăm ngàn đồng bạc thì có nghĩa lý gì? Nhưng mà chủ yếu là thu cái ba cái xuất nhập khẩu thôi, cái đó mới lớn. Đặc biệt là ba cái hàng mà tôi gọi là hàng sản xuất phẩm đó. Nó không có đáp ứng thiết thực cho đời sống của người dân Việt Nam đó. Dành cho những người thượng lưu giàu có thì nhà nước ngoài cái thuế nhập khẩu ra còn đánh thuế tiêu thụ đặc biệt, có khi lên tới 200-300%. Thì cái đó là cái lợi thu cho ngân sách để chi, để đầu tư là cơ sở hạ tầng, để chi cho hoạt động của chính phủ, chi cho giáo dục, chi cho y tế, chi cho quốc phòng. Mà bây giờ nó nổi mở miệng ra mình kêu gọi đầu tư, nó nói mình qua đi ăn mày, các bạn chửi được không? Theo tôi chửi được không? Tôi gặp thằng chó đẻ này, tôi nói thiệt, không, nó không phải chó đẻ nữa. Con chó nó có nghĩa lắm, nó có gì đẻ, con chó nó có nghĩa, nó sống có nghĩa lắm. Cái gì đẻ ra nó, tôi gặp nó chắc nó chết sao. Tôi mặc dầu là tôi bây giờ già rồi, gần 70 rồi, nhưng mà tôi thiệt, nằm dưới tôi cũng phun nước miếng lên mặt nó nữa, tôi nóng vậy đó. Các bạn thấy tức không? So với ông Mỹ với thằng này nó ra là cái gì? Rồi cái vụ Ngô Bảo Châu thì thôi tượng trước nay mình không nói. Mà không phải là một mình nó đâu, mà cả một bè nó vô nó hùa theo nó chửi. Tôi mới coi hồi chiều, làm mệt vô xong rồi mở 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 điện thoại ra coi, mở Facebook ra coi, mà thấy đó, nóng lắm. Không biết các bạn nghĩ sao, không biết các bạn có đồng cái suy nghĩ của tôi không, có quan điểm với tôi không, chứ tôi thấy là tôi nóng vậy lắm. Tôi tức nãy giờ tôi cà lâm, tôi nói không còn suôn sẻ gì nữa hết. Một cái điều mà người ta gọi là vô ơn, một kẻ vô ơn thì không còn là con người nữa, nó thua súc vật nữa. Mà không phải thằng Nguyễn Văn Đài vô ơn, mà rất nhiều thằng vô ơn, thậm chí trong nước này vẫn vô ơn. Nó sống lên ở nhà đâu? Nó nhờ cái xã hội này, nhờ những con người gì ở trong quốc gia này nè.
Nếu như người ta không cung cấp cho nó những dục giờ vật dụng cần thiết, lương thực cần thiết, thực phẩm cần thiết, thì làm sao nó lớn lên? Nhưng mà nó nói là nó cho là nó không nhờ ai hết. Tôi nói một cái chuyện này là tôi tức. Mà không lẽ tôi đập lộn xong rồi tôi điện công an trước rồi tôi đập lộn, tôi đổ cây xăng, tôi đổ xăng gần sát bên chỗ công an thành phố Mỹ Tho, giá xăng nó trồi sụt hoài. Tôi mới mình đổ xăng mà mình than, nó trời giá xăng trồi sụt hoài trời, kiểu này vậy khó điều chỉnh dữ à. Rồi giá cả nó cũng ảnh hưởng biến động theo mà theo không kịp luôn giá xăng. Cái thằng bán xăng nó còn trẻ thôi, mà cái cây xăng đó là của chủ của nó, là bạn của tôi, thằng đó chỉ làm thuê thôi. Nó chửi thề nó đủ mẹ, tại cộng sản nó là nhìn nó điều hành đất nước nó như vậy đó. Tôi nổi máu lên rồi nha, tôi sừng cò lên, chú nói sao? Nó còn trẻ mà, tôi nói chú nói sao? Cộng sản nào đều điều hành cái kiểu này, giá xăng của thế giới á nó tăng thì ở đây mình cũng phải tăng, nó giảm mình giảm, cộng sản nào điều hành ba cái xăng? Tôi nổi máu lên rồi nha, bắt đầu tính gọi điện thoại công an rồi, nhà vô quấn lộn á. Nhưng mà con nhỏ mà chủ cái xăng đó là bạn của học của tôi hồi xưa, nó lại nó nhướng nhướng mắt nó thôi, chứ là tôi nóng lắm đó bạn, các bạn thấy không, nó thù hằn gì đâu mà nó thù hằn truyền kiếp từ thời cha nó giờ tới nó, là những thằng tay sai bán nước bây giờ nó cứ nghĩ là cộng sản là xấu. Cộng sản xấu có người, mà những người đó không phải là cộng sản. Tôi lại nói nhớ là một cái câu chuyện những người đó không phải là cộng sản thì lại cái thằng mà cạo đầu nó nói là ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói với nó là nên xin viết đơn xin vào đảng, là một cái. Thứ hai là nhận định nó là một đảng viên chân chính ngoài đảng. Các bạn thấy cái câu đó rất là bậy bạ, câu đó sao, có phải là ngu không? Cái thứ nhất, ông Nguyễn Thanh Sơn nào mà ngu mà bảo là nó viết đơn xin vào đảng, đặc biệt đó không phải là công dân Việt Nam. Cái thứ hai, anh có thể là một người cộng, anh có thể không phải là một đảng viên, nhưng con người anh, suy nghĩ anh, tư tưởng anh là một người cộng sản, hành vi của anh là của một người cộng sản, thì đó là được, thì đó là đúng. Nhưng anh nói anh là một đảng viên chân chính ngoài đảng là một câu nói hoàn rất mâu thuẫn rất lớn. Mâu thuẫn rất lớn, một câu nói rất ư là bậy bạ. Vậy mà nó cũng có thằng đầu trọc, thằng cạo đầu nó cũng nói. Nó cũng nói được, nó mượn danh của người này người nọ để nó tâng bốc nó lên. Bây giờ nó về đây, nó hết dựa người này, nó hết dựa người kia, để nó làm những cái điều mà chúng ta tự tưởng trước. Nó đi kiếm. Hả? Nó đi kiếm những cái bờ vai đó. Nó kiếm những bờ vai. Mong manh nó vỡ. Đúng không? Các bạn thấy không? Nó về, nó cũng đã thọ ơn của đất nước Việt Nam này 13 năm. Dân dân Việt Nam này 13 năm. Nó thọ ơn được 13 năm. Nó chịu cái ơn đó. Nó mang cái ơn đó. Mà nó không tìm cách nó trả. 13 năm đó nếu như không có người dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam này, làm sao nó sống được 13 năm? Thế mà nó không nghĩ tới, nó tìm cách phá. Đó, tôi nói đơn giản, tôi chỉ cái thằng đó đó. Đó, rồi còn những người trong nước này cứ tìm cách hết nói thế này, nói thế nọ, chống phá đủ thứ chuyện, mà trong khi từ một cái chỗ không có gạo mà ăn, không có quần áo mà mặc, giặc Nam giặc Bắc, người dân đói khổ, bây giờ sống sung sướng, sáng là cà phê, hủ tiếu, phở, cũng chưa vô bụng nữa. Tôi không hiểu là muốn cái gì đây. Không biết không muốn cái gì đây. Mở miệng ra thì cứ đòi cái này, đòi cái nọ, đòi đa đảng, đa nguyên, mà hỏi cho biết cái cương lĩnh đi, tao theo. Được không được? Thậm chí trong nước, có một lần mai không, tôi cho nguyên cái bình nước nóng vô mặt, cũng có vụ đa nguyên, đa đảng thật. Kiểu vô ơn, đất nước Việt Nam không có đảng cộng sản thì thử hỏi tới giờ này cũng còn như 14 nước của châu Phi vẫn còn lệ thuộc hàng Pháp, hoặc là không có đảng cộng sản thì đất nước tới giờ này cũng như Nam Bắc của Triều Tiên,
khổ không? Bà con dòng họ anh em ruột thịt nhớ nhau mà không biết làm sao tìm nhau. Rồi anh em cầm súng bắn nhau, bởi vì mỗi bên là hai chế độ khác nhau thì cầm súng bắn nhau. Trong khi đó chúng, những người dân là những người nạn dân, chúng ta là những người đó trong cuộc đó bị người khác điều khiển, nhìn mà không biết, nhìn mà không thấy, thấy nhưng mà lại giả đuôi. Mở miệng ra là độc tài, nào là đàn áp dân chúng, đàn áp tôn giáo, bà mẹ nhà thờ với chùa chiền nó xây lên mà tôi nó còn hơn là nếu mà cho phép nó xây cao nó dám xây cái landmark 81 tư tầng á. Ở trong nước nó vẫn nói, tôi nói ở ngoài thôi tôi không nói, nhưng mà giờ tôi tức ở trong nước. Mẹ kiếp, mỗi một lần mà đi mà ra ngoài đường mà nghe tụi nó nói tôi thiệt, tôi còn trẻ chắc là tôi đánh lộn rồi quá. Chào Quyền Rơi. Thôi xin nhường lời các bạn, trả lời cái cầu truyền hình này cho các bạn. Tôi nói ngồi nữa tôi tức, tôi chửi thề cái phiền lắm. Xin chào nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm lắm luôn hả? Chào chú. Cái bức xúc á thì lấy chuyện kể đúng rồi, nhưng mà qua cho chị không thấy. Ủa sao ù ù dữ vậy? Cái đấu tranh sao cái gì nó ù ù ù dữ vậy? Không biết bị như thế nào. Âm thanh nó bị sao hay sao? Trung có đeo tai nghe không? Dạ có chú. Anh Thịnh Dứt có đeo không? Không. Không lẽ là hút thuốc tàu quà khối rồi? Hút thuốc tàu quà khối rồi nó ù. Anh ngồi gần quạt không? Anh ở ngoài sân. Trời nực quá. Nó nói nãy giờ đổ mùi hột rồi, tôi tức tôi dùng tay dùng chân tôi đổ mùi hột rồi. Hết rồi đó. Ừ, rồi hết rồi. Rồi, Trung thơ quan ha, mời người nào khác ông cào đâu. Mời ông lên. Bớ ông cầm. Ông gặp ông Nguyễn Thanh Mỹ ông thất đài rồi. Ừ. Ông rồi xin vô làm bảo vệ, chân bảo vệ cho ông Nguyễn Thanh Mỹ mà. thì quay lại cái câu chuyện với cái chủ đề mà cúc ruột ngàn dặm hôm nay đó thì Trung cũng chia sẻ đúng không? Anh Sử Nhất đã chia sẻ. Thơ Quang thì xin góp ý riêng cái góc nhìn riêng của Thơ Quang về ông Nguyễn Thanh Mỹ, và với cái nhìn của Thơ Quang như thế này là mọi người, thì mọi người đã từng gặp những thành phần gọi là chúng ta nói thẳng luôn đúng không, là những thành phần bao que xỏ lá đúng không, nó có giống như nãy anh Thử Nhất có nói Nguyễn Văn Đài hay những thành phần này kia nọ đó, nó có những lời nói, những phát ngôn, những cái chọc máy gì đó rất là ồn ào. Mọi người cứ đem cái hình ảnh đó với hình ảnh của ông Nguyễn Thanh Mỹ thì chúng ta sẽ thấy giá trị nó nằm ở đâu đúng không ạ? Với những người mà có hiểu biết đó, thì chắc chắn là ông Mỹ là giá trị hơn chứ. Đúng không? Thì nếu cái chi tiết này theo Thơ Quang biết đó, thì không biết đúng hay sai nha. Nãy Trung có nói ví dụ trường hợp của Ngô Bảo Châu đi, là được nhà nước là đã ưu ái những thầy xây thẳng cho một cái viện vân vân, tức là tạo mọi điều kiện giống như là chỉ về thôi, chỉ về là cống hiến là có sẵn cơ sở vật chất rồi. Còn ngược lại ông Nguyễn Thanh Mỹ á, là hầu như là tiền túi của ông, bởi vì cái công ty của ông Nguyễn Thanh Mỹ thì thưa quan nói rồi, thưa quan đã vào rồi, vào mấy lần rồi, trong đó
ông không những tạo điều kiện cho công nhân tại địa phương có công ăn việc làm đàng hoàng đúng không ạ? Nhưng mà có một điểm này nữa mọi người, ông ta ra có một chút nào đó gọi là giáo dục cái ý thức cho công nhân luôn. Nó rất là rõ. Ví dụ từ cái nề nếp đi nhà vệ sinh như thế nào, đi ăn cơm ra sao, nó phải đúng nha, đúng chuẩn nha. Cũng có những công nhân họ thắc mắc, thì ông cũng nói, ông cũng bộc bạch. Đó là gì? Ông muốn truyền tải đến những cái gì đó, nó nét đẹp, nét hay cho những công nhân đó, để những công nhân đó họ về, họ truyền tải lại cho chính con của họ và những người xung quanh họ. Để làm gì? Để về sau, về cái tương lai đó, là những người đó nó sẽ là một bộ phận để lan tỏa cho những người dân. Ví dụ chúng ta sống theo cái cách gọi là hời hợt, nó quen rồi. Chúng ta sống tùy tiện, nó quen rồi. Để cho những người đó có một cái số kiến thức về cái giao tiếp. Thôi qua nói thật đó, cái công ty thôi nha, công ty xí nghiệp của ông Nguyễn Thanh Mỹ thôi. Mọi người bước vào á, thì tôi quan tin rằng mọi người cảm nhận được liền, nó có một sự gì đó rất là khác biệt. Mặc dù công ty đó nằm ở khu công nghiệp ở thành phố Trà Vinh nha, bước vào cái nhà vệ sinh, cái nhà vệ sinh đó, tôi quan nói là tôi quan cũng từng đi những khách sạn 3 sao 4 sao có đi rồi, 5 sao chưa đi thôi, resort cũng có vào rồi. Thì cái nhà vệ sinh đó nó tương đương như một cái nhà vệ sinh của khách sạn từ cấp 3 sao. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cho chúng ta thấy được rằng là ngay cả ông chủ á, khi họ đã đầu tư, họ làm việc á, là họ rất nghiêm túc. Họ chăm sóc từ cái gọi là những cái cơ bản nhất của một cái công nhân của con người để họ đầu tư, họ trang bị. Thì mọi người cứ hình dung xem, một người như vậy họ mang lại cái giá gì cho những người xung quanh, đúng không ạ? Còn xung quanh công ty anh Nhất chứ mọi người biết không? Tức là những khoảng đất trống anh Nhất, nói vậy anh Nhất hình dung nè. Thì ông ta cho đào những cái con mương là nước nó là thông với nhau. Thì nó có cả cái hệ thống quạt oxy luôn. Thì những con mương đó, thì dưới đó ông trồng cái gì nó giống lúa lắm. Mà như đây hay cái gì em không nhớ, mà cái cọng nó tự tự như cọng đây á. Thì ông ta nói cái đó là để nó lọc nước, và ông ta thả cái rô phi á anh Nhất, để nó giữ vệ sinh, cái coi như nó tái tạo cái sự sạch sẽ cho nơi trong nước. Xin phép anh thông báo chú Thượng Sĩ Nhất, cô chú anh chị là em xuống live trước xíu xíu nhá. Ok Trung. Đó, rồi sau này thí dụ thu hoạch cá thì ông ta đưa cho công nhân, giao cho công nhân để họ làm thực phẩm, họ dùng. Rất là hay, phải nói thưa quan, nói thì chúng nó phải nói là phục luôn, thưa quan không ngờ luôn. Không ngờ mà tức là có một cái công ty xí nghiệp mà họ đầu tư một cách nó bài bản mà nó nghiêm túc như vậy. Tức là nó gần như theo tiêu chuẩn của nước ngoài luôn á, nên Nhất. Ăn uống là, nó là tới bữa cơm nha, bữa cơm của công nhân thôi đó. Mà thậm chí anh tin ông, đợt đó là sếp của em là người nước ngoài, thí dụ là người Sinh với người Nhật á, họ vào họ ăn cơm cùng với công nhân luôn, chứ không có là riêng biệt là của khách hay của gì cả. Nhưng mà chế độ cơm của công nhân á, thậm chí những chuyên gia nước ngoài họ cũng không chê được luôn. Nói vậy là mọi người hiểu rồi. Nó tiêu chuẩn là ông trong đó là một cái rất là khoa học, ví dụ như là canh bao nhiêu, thịt bao nhiêu, hay là vấn đề là vân vân, bổ sung cái chất cho người công nhân á, hầu như là nó đầy đủ trong một cái bữa ăn, rất là hay. Cái này nếu mọi người có dịp á, thưa quan nhắc lại, mọi người có dịp mà nếu đi Trà Vinh vào khu công nghiệp Hòa Long sẽ thấy được những công ty xí nghiệp của tập đoàn Mỹ Lan. Đó là công ty của ông Nguyễn Thanh Mỹ. Còn về cái tiểu sử, cái cá nhân của ông ta như thế nào thì ngay đầu live thì Trung đã tóm tắt cho mọi người nghe rồi, đúng không ạ? Hoặc mọi người có muốn tìm thêm thì mọi người cứ lên internet, trên Google á, search cái tên tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ thì nó sẽ xóa ra cho mọi người thấy.
Thật ra thì cái này chú cũng có đọc, anh cũng có đọc báo rồi, và cũng hình như là đài truyền hình Cần Thơ hoặc là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hay là đài VTV3 gì đó cũng đã có đưa, cũng có làm phóng sự, làm phóng sự về ông này rồi. Đặc biệt là cái ổng có một cái gì ta, mình gọi gì cho nó đúng thuật ngữ, sáng kiến phát minh vậy đó, là nuôi tôm trên cạn, nuôi tôm trên cạn mà có mái che, có mái che hẳn hồi nó đó. Thì anh có coi qua cái đó, thì cái cách ổng làm á thì mình thấy rất là khoa học. Nhưng mà cái điều mình muốn nói ở đây á, ngoài trừ bỏ ra hết những cái điều mà về khoa học kỹ thuật, nhưng mà ở đây điều mình muốn nói là cái tính nhân bản. Anh chưa nói về nhân văn mà tính nhân bản. Tính nhân bản của ổng, ổng là người Việt Nam, ổng về đây là trước hết như hồi nãy nói, bây giờ đỡ bớt tức rồi, bớt nóng rồi, bớt cả lầm rồi. Đó. Thì anh có một cái nhận xét gì ổng thế này nè. Anh đọc rồi, ý anh có xem rồi, anh cũng có cái thứ nhất là anh có, đối với anh có một cái sự cảm phục đối với ông này. Như hồi nãy anh nói là từ đầu anh đã nói là anh không có lúc đầu anh không có thích Việt Kiều, nhưng mà về mà nghe ông nói là cái cách mà ông đối xử với công nhân, rồi ông đem lại cái đầu tiên là ông làm là ông đóng thuế nhà nước rồi, đúng không? Khi ông xuất khẩu thì ông đóng thuế nhà nước, thì ông đem lại ông làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, ông đem lại cái thu nhập cho cái công nhân. Đầu tiên là giải quyết được cái công ăn việc làm cho dân ở địa phương đó. Cái thứ hai là người ta có thu nhập đó, công nhân có thu nhập, mà nếu mà thu nhập càng cao thì đời sống nó càng khá hơn, dễ chịu hơn. Mình nói dễ chịu đi chứ chưa nói là sung túc. Hay nếu mà thu nhập càng cao thì đời sống nó càng dễ chịu, mà đời sống của cái người lao động khi giải quyết được công ăn việc làm, tức là anh giải quyết được một phần cái tệ nạn xã hội. Các bạn có đồng ý với tôi điểm đó không? Nếu như mọi người dân đều có công ăn việc làm thì bảo đảm là không có tệ nạn xã hội. Mỗi người đều có công ăn việc làm nha, thì sẽ không có tệ nạn xã hội. Ai đâu mà đi trộm cắp, ai đi làm gái, ai đi làm côn đồ, ai đi bỏ kê, ai cho vay nặng lãi, thì bảo đảm mấy cái tệ nạn đó sẽ bị triệt tiêu. Đó, nếu như tất cả mọi người đều có công ăn việc làm, đều có thu nhập cao, thì nó sẽ là như vậy. Mà nếu như Việt Nam mình có được nhiều người mà có tâm như ông Mỹ, thì tôi bảo đảm là cái nền kinh tế của Việt Nam càng ngày càng phát triển. Ông đem khoa học kỹ thuật về, ông áp dụng vô, ông vô trong cái chăn nuôi, thì rõ ràng đó là nó tăng cái hiệu quả, tăng cái hiệu quả kinh tế, cái hiệu quả kinh tế rất cao. Đó, điều này là những cái điều mà tôi nói sơ sơ vậy thôi, thì thấy rằng, để thấy rằng là tôi, cái cách nhìn của tôi về với ông này là tôi có một sự cảm phục rất lớn, chứ không phải là nhất định đâu. Mời thưa quan. Thì đó, qua cái câu chuyện anh chia sẻ, và thưa quan cũng có một cái góc nhìn riêng về ông Mỹ là như thế này mọi người. Thưa quan thấy hay á, của ông Mỹ là thế này. Tức là hầu như là mọi câu chuyện của ông làm ra đó, từ cái xây dựng công ăn việc làm, từ cái thu hút nhân công, và từ cái gọi là những cái đóng góp ý kiến á, đóng góp ý kiến để làm sao cho người dân làm kinh tế nó tốt hơn. Thì thưa quan thấy ở trong đó cái cốt lõi của ông hình như là ông hướng, định hướng cho người dân đó là gì, là nên đầu tư, tức là phát minh mạnh về vấn đề chất xám chứ không phải là tay chân nữa. Đúng rồi, nãy ông có nói đó. Hầu như mình cảm nhận được là, tức là mọi điều ông đưa ra, và cuối cùng là ông hướng người lao động á, hướng người lao động là, và ông khuyến khích người lao động là như thế nào, là nên nhìn vào chất xám nhiều hơn, chứ đừng có lợi dụng cái tay chân quá. Bởi vì tố chất của người Việt á, đó là việc cần cù nè,
thông minh nè và sáng tạo nè, nhưng mà hầu như là họ dùng sức nhiều quá, họ dùng sức nhiều quá thì nó lãng phí, ông ta cảm thấy lãng phí và cái hiệu quả kinh tế nó mang lại nó không cao lắm. Cho nên ông ta, mọi câu chuyện ông ta xây dựng đó là mình cảm thấy được rằng là ông hướng mọi người đến là nên tập trung vào vấn đề là đầu tư chất xám, có nghĩa rằng là ông khuyến khích mọi người là phải sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa, phải nghĩ ra những cái việc gì đó từ cái câu chuyện. Và thực ra là có một đoạn thì Thơ Quang chưa hiểu hàm ý không lắm, nhưng mà Thơ Quang cũng ngờ thôi, mình không dám chắc. Tức là ông ta kể câu chuyện là cái người công nhân á là đề nghị ông ta mua một cái máy 12.000 đô, đúng không ạ? Đó, nhưng mà ông ta hỏi vậy còn cái máy nào còn giá cao hơn nữa, và người công nhân nói là có một cái máy nữa là 19.000 đô. Và ông ta nói vậy tại sao không mua cái máy 19.000 đô, và ông ta dừng ở đó. Thì thật sự cái đoạn đó thì Thơ Quang chưa hiểu cái ý của ông ta lắm, là tại sao lại muốn mua một cái máy giá trị nó cao hơn. Thơ Quang ơi, Thơ Quang mời một phóng viên khác. Dạ, ok anh. Rồi, thông cảm nha. Cảm ơn thứ nhất nha.